làm sao để từ chối mà không gây mất lòng. Khi có một người rủ các bạn làm một việc gì đó, nhờ các bạn một việc gì đó, hoặc thậm chí cho các bạn một thứ gì đó mà mình không muốn nhận, không muốn đi, không muốn làm, thì mình cần phải từ chối. Nhưng làm sao khi mình từ chối người khác không bị tổn thương và không bị mất lòng với mình? Bởi vì có khi đó là mối quan hệ mình cần gìn giữ và mình không muốn họ có cái cảm giác khó chịu hoặc là kỳ cục khi mà nhận một lời từ chối. Chúng ta đều biết là cảm giác đó không thoải mái chút nào hết, đúng không? Nếu mình là người từ chối, mình cũng sẽ hiểu được cảm giác đó. Tuy nhiên, nếu các bạn không học cách khéo léo và quyết liệt từ chối những thứ mà mình không muốn, những thứ mà mình không nên, những thứ đi ngược lại với giá trị của mình, thì hậu quả của nó sẽ rất nặng nề. Chúng ta phải ôm vào rất nhiều việc mà mình không cần làm. Chúng ta phải nhận những cái thứ, những cảm xúc mình không đáng được nhận. Nên làm sao để có thể từ chối một cách vừa thẳng thắn vừa khéo léo là cái mà anh sẽ chỉ cho các bạn trong video clip này. Anh sẽ chỉ cho các bạn 3 tip. Tip số 1. Thật ra lời từ chối không có gây mất lòng với người khác, mà là một lời từ chối thẳng thừng mới gây mất lòng với người khác. Ví dụ: ê, đi ăn không anh? Không. Ê, giúp giùm tao cái này cái được không? Không. Ê, cỏ này hay lắm nè. Không. Cho tiền nè, lấy không? Không. Mất dài. Mất dài. Nó là cảm giác gì phải không? Cảm giác giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt vậy đó. Nếu mình là người rủ, mình là người rất là háo hức, mình rủ dĩ nhiên phải háo hức rồi. Mình kêu, mình nhờ dĩ nhiên mình rất là thành tâm rồi. Mình bỏ ra rất là nhiều nỗ lực, tinh thần, nhiệt huyết để tiếp cận với người kia, và họ trả lời ngược lại với mình chỉ bằng một chữ cục ngốn: không. Nó là cái cảm giác khiến cho ai cũng cảm thấy khó chịu, thậm chí tổn thương. Vậy phải làm sao bây giờ? Tip số 2. Hãy cho người khác cảm thấy là không phải là mình không muốn giúp, mà là mình không thể giúp. Nghĩa là gì? Nghĩa là khi các bạn từ chối một điều gì đó mà không làm thứ mà họ nhờ mình, nghĩa là mình cũng đang có một việc rất quan trọng, mình đang ưu tiên cho những thứ khác, nên là ở thời điểm này không thể nào giúp được. Dĩ nhiên có một số trường hợp là các bạn có thể từ chối một cách rất là rõ ràng luôn, nhưng mà anh nghĩ là trong cái khó nhất của mình là trong những cái mối quan hệ gần gũi, thân thiết, đồng nghiệp, hàng ngày chúng ta đều gặp gỡ và nói chuyện với nhau, nó tạo nên một cái sự ràng buộc nhất định nào đó rồi, cái đó nó mới khó. Nên thật ra là mình cũng muốn giúp họ chứ, mình muốn giúp qua thì giúp lại, đi chung với nhau dịp này thì họ sẽ đi chung với mình dịp khác. Cái đó là cái chúng ta rất cần trong những mối quan hệ xã hội thông thường. Tuy nhiên, có đôi khi mình đang thực sự có những việc rất là quan trọng đối với mình, thì mình cần phải học cách để nói không. Nhưng mà rất thông thường, các bạn không nói ra được cho người khác hiểu, để họ thực sự thấy là hey, cái ý quan trọng nhất mình muốn truyền tới người kia không phải là tôi không có ý muốn giúp bạn, mà là tôi muốn giúp, nhưng bây giờ thì không thể giúp được bởi vì lý do gì đó rất là quan trọng và ưu tiên đối với mình thời điểm hiện tại. Các bạn có thể ráp vào một công thức rất là đơn giản, là hiện nay mình đang có công việc ABC nên mình không thể làm việc XYZ mà bạn nhờ được, đợi một xíu nữa được không? Mình đang làm công thức vô cùng đơn giản, nhưng một lần nữa anh muốn nhấn mạnh là chúng ta không nhớ và không có đặt ra mục tiêu là mình cần phải nói một cách đầy đủ hơn, rõ ràng hơn để thể hiện cái thiện chí của mình với người khác, để họ hiểu đúng ý mình và đừng hiểu lầm ý của tôi. Thì khi đó nó sẽ rất là dễ, nhưng mọi người rủ nhau đi ăn mà khi các bạn đang bận một cái việc deadline dang dở, thì các bạn có thể nói một cách rất đơn giản là: à, đang có dự án này mình vẫn đang làm chưa xong, có một cái deadline chiều nay phải nộp và mình muốn nộp đúng giờ, nên thôi mọi người đi ăn vui vẻ nghe, lát có gì xong trước sẽ ra sau, còn nếu mà không kịp thì thôi bữa khác vậy.
thì nó sẽ nói khác với chuyện là không, bận rồi. Và có đôi khi các bạn cũng không cần phải trả lời một cách quá nghiêm túc. Mình có thể drama lên, funny, vui vẻ hơn một xíu, tùy vào mối quan hệ mà các bạn đang có. Ví dụ các bạn đang bận làm việc, người khác nhờ mình một cái việc nào đó đơn giản, thì các bạn có thể trả lời là không được đâu, đang có việc này quan trọng chưa làm xong, nhờ người khác nha, hoặc đợi xíu nữa nha, nhiều việc quá, thích. Thì có thể trả lời một cách nó khác đi một xíu, tùy vào mối quan hệ, thì nó vẫn thoải mái và nó làm nhẹ cái vấn đề đó lại với người khác. Hoặc một ví dụ nữa dành cho các bạn, đây là đến từ chính trải nghiệm của anh luôn. Hồi xưa lúc anh còn là một bạn sinh viên á, ở cái thời mà anh vẫn còn chưa có sự tự tin nhiều lắm, anh cũng rất là ngại say no, từ chối, và thậm chí có những cái rất là bình thường, không có gì cao siêu phức tạp hết, là đến nhà bạn của mình, mẹ nó rất nhiệt tình đãi cho mình một bữa ăn hoành tráng và mời mình ăn. Dĩ nhiên họ sẽ rất là nhiệt tình để mời mình ăn, ăn nhiều vô đi con, ăn thêm cái này đi, thêm miếng này nữa đi. Và có khi mình ăn mình no cứng bụng luôn rồi mà họ vẫn nhiệt tình, ăn tiếp đi, lâu lâu mới tới lần, còn được, ăn thêm xíu nữa đi con. Cái anh bị đơ ra luôn. Mình thì no mà người ta nhiệt tình quá. Trong đầu của anh, nếu mà theo cách ứng xử thông thường của mình với ở nhà á, trong nhà của anh mọi người đều hiểu nên thì nó là thôi không ăn nữa, đơn giản vậy thôi. Nhưng cái câu đó, thói quen đó mà nói với những người bên ngoài thì mình lại sợ và ngại nó kỳ. Và khi đó thường cái anh cũng ráng ăn luôn. Dạ, mà nó no cứng bụng luôn rồi, ăn nó vừa không ngon, thậm chí là muốn ói ra ngoài luôn nữa. Và rồi sau đó rất là mệt mỏi và cực khổ. Và nếu mà mình mệt mỏi và cực khổ giống như vậy thì cái người mời mình cũng đâu có gì đâu vui. Mình lúc đó thực sự anh không biết cần phải xử lý trường hợp đó như thế nào hết. Các bạn nào đã từng giống giống vậy hay không? Nhưng mà sau này cũng ngược lại, thằng bạn thân của anh, đứa rất là nhiệt tình, hướng ngoại và ăn nói cực kỳ giỏi giang và khéo léo, đến nhà của anh. Và nhà anh cũng mời nó làm cách rất là nhiệt tình. Ăn tiếp đi con, ăn nó đi. Và anh rất ngạc nhiên là cách nó trả lời hoàn toàn thoải mái, tự nhiên. Nó xoa bụng nó là thôi con ăn hết nổi rồi cô ơi, giờ cái bụng con nó no cứng luôn rồi, giờ nó bự lên luôn giống vậy luôn rồi, con ăn hết nổi rồi cô, chắc con không ăn nổi nữa đâu, có gì chiều con ăn tiếp. Đối với anh đó là một trải nghiệm khai sáng mắt của mình. Có nhiều bạn có thể thấy là đó là chuyện bình thường, nhưng thật sự đối với một người bẩm sinh ngày xưa ít nói, ngại giao tiếp và không biết nên cư xử như thế nào cho đúng, mình nhìn thấy cảnh đó nó như một cái phần training thực tế trước mắt của mình vậy. Ồ, thì ra cái lời từ chối nó đơn giản như vậy. Ồ, thì ra mình có thể thoải mái thể hiện suy nghĩ thật của mình một cách tự nhiên mà vẫn làm người khác không cảm thấy tổn thương, làm người khác không có cảm giác buồn và cái không khí nó không có bị ngại ngùng. Thì khi đó, việc đó mình vẫn có thể không làm và mối quan hệ giữa hai người vẫn tốt đẹp. Tip số 3: cho người khác biết mình không từ chối họ mà mình từ chối lời đề nghị của họ. Đây là hai thứ rất là khác nhau. Hãy nhìn nó ở góc độ khác, ngay cả các bạn cũng vậy. Nếu mà mình đến, có thể là mình ngỏ lời với một người bạn crush mình rất là yêu thích, rủ họ đi uống trà sữa, họ nói không mình không đi đâu, ngay lập tức mình còn có cảm giác bị chối bỏ, bị từ bỏ. Và đó là cái cảm giác mà trời, ngay lập tức mình sẽ suy nghĩ rất là nhiều thứ khác nhau trong đầu của mình. Mình chắc là người không ra gì, mình không đáng để được người khác yêu thương, mình không xứng đáng để được người khác làm quen và đi đâu đó với mình. Mình chắc có gì đó không ổn. Nhưng thật ra, nếu các bạn nhìn đúng bản chất của vấn đề, họ không từ chối cả bản thân của mình, tính cách và giá trị của mình. Họ đơn giản chỉ từ chối một cái buổi đi uống trà sữa thôi. Họ chỉ từ chối là tôi không đi uống trà sữa với bạn trong ngày hôm nay được. Từ chối một cái việc, từ chối một lời đề nghị rất khác với từ chối cả một con người. Nên khi các bạn đưa ra lời từ chối với người khác, cũng hãy nỗ lực để giải thích chuyện đó để tránh gây hiểu lầm nhiều nhất có thể. Là rủ mình đi không? Không. Hả? Sao nó lại nói không với mình? Mày từ chối tao hả? Không, tao không từ chối mày. Tao từ chối đi chơi
tới chỗ chấm 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 ngày hôm nay với mày. Và làm sao các bạn phân biệt và tách rõ chuyện đó ra thì điều đó sẽ khiến cho người khác không có cái cảm xúc khó chịu và mất lòng đối với mình. Ví dụ cuối tuần bạn bè rủ tới nhà quẩy, không tập trung tới nhà tao đi, tuần này mở tiệc rồi rủ bạn bè tới ăn lẩu rồi nấu ăn với nhau rồi mình bật nhạc lên mình quẩy party với nhau cho vui, cái đó các bạn không muốn đi thì các bạn có thể trả lời vậy là cuối tuần này chắc ta sẽ không đi tham gia cái cuộc chơi ở nhà mày đâu nghe, bởi vì tao không thích tới những chỗ đông người quá, tại vì ngày hôm đó nghe nói là có nhiều bạn của những cái khoa khác tới chơi nữa. Tao muốn dành cuối tuần này thời gian yên tĩnh để mà suy nghĩ và tính toán một vài việc một xíu. Thôi, tụi bay cứ chơi đi, có gì gặp lại sau. Very easy, cực kỳ đơn giản. Nó thể hiện một sự rõ ràng trong quan điểm của mình. Thì khi các bạn làm như vậy, về mặt tâm lý của người tiếp nhận, họ sẽ hiểu rất là rõ là tại sao mình lại không đi. Ok? Hoặc một ví dụ nữa, anh nghĩ là cái việc mà mình ngại từ chối á, một lần nữa nó đến từ một thói quen từ xưa của mình. Các bạn để ý xem, ngay từ khi mình còn nhỏ khoảng 5-6 tuổi, nếu mà có chú dì bác tới chơi, họ có thể đem đồ ăn, đem trái cây, đem bánh kẹo, đem một thứ gì đó và họ cho mình. Một khi đó là món mà mình không thích và chắc chắn mình sẽ không có ăn, nhưng mà họ cho. Ê, cho con nè, nè tặng cho con nè, giữ lấy ăn nha. Các bạn về cơ bản bạn cũng không ăn, nhưng mà rồi sẽ rất có rất nhiều người lớn nói với mình là trời ơi cảm ơn chú đi con, cảm ơn bác đi con, cứ lấy đi, chú cho thì con cứ lấy đi. Và mặc định là ai cho cái gì phải lấy cái đó. Chúng ta không được dạy cách là từ chối, một từ lời từ chối lịch sự và khéo léo. Tại vì bởi vì nếu mà nhận mình ngay từ nhỏ mình đã được học bài học đó là ai cho cái gì cũng phải nhận mà cảm ơn họ đi, mặc dù có khi đem về mình không ăn mình dục nữa, thì có khi cần phải học cách để trả lời một cách rất là rõ ràng. Dạ thôi chứ con không lấy cái này đâu, tại vì con không có ăn cái này, và nếu mà con lấy về thì con không ăn thì cũng vậy, bỏ uổng, là cho người khác, cái người nào mà họ thích á thì con nghĩ nên chắc sẽ hay hơn. Đó là thứ chúng ta cần học cách để nói chân thành, rõ ràng, đúng cách để người khác hiểu cái ý của mình, để họ hiểu chúng ta đang nói về chuyện gì và để bảo vệ những giá trị, những thứ mà mình muốn làm hay không muốn làm. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của anh, nhớ bấm vào nút subscribe phía dưới và bật cái chuông lên để nhận được thông báo. Mỗi tuần anh sẽ đăng lên ít nhất là 2 video clip với những chủ đề giống như vậy dành riêng cho các bạn.